Xin kính chào quý cô bác anh chị quý khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube của tất cả các anh em. Thì trong cái bản tin buổi trưa ngày hôm nay xin được cập nhật một số thông tin khá là nóng ha. Thì nghe những người hàng xóm của em Vũ cũng tiết lộ một thông tin cũng khá là sốc luôn quý vị. Hiện tại thì bà Vân cùng với là tình nhân của mình đang trú ẩn tại một cái căn nhà hoang, hay nói là cũng đầu gần bên phía nhà em Vũ á. Và cái câu chuyện mà hôm hôm qua mấy anh em mình phân tích là bà Vân đề nghị gọi điện để trả cái số tiền mà cái tiền công mà em Vũ trước đây đi làm, cũng như là bà cũng đưa ra một cái số tiền khủng là muốn là hòa giải với em Vũ. Nhưng mà cho đến hiện tại thì nhiều cô chú bác người ta nói là không nên để cho bà Vân lấy căn nhà này, và nhiều người người ta cũng bày một cái mưu như này anh, là giả bộ dụ bà. À, hẹn gặp riêng nha, hẹn gặp riêng, nhưng mà Vũ phải nhờ bên phía công an các anh em YouTube là hộ tống theo để coi như là vây bắt bà này, chứ hiện tại là bà đang ở ẩn mà cũng chả biết tung tích bà ở đâu. Thì anh Minh có chia sẻ gì thêm về vấn đề này không anh? Chào em nha, chào cộng đồng mạng. Thì theo cái thông tin diễn biến mới nhất về vụ việc mà đòi lại cái căn nhà của em Vũ á, thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật, là cũng có một số cái thông tin mới nhất liên quan. Thì qua đó thì cái bà cô này ngày hôm qua thì bà cũng có hòa giải, cũng muốn nói trả tiền. Nhưng mà theo như cái quan điểm của Minh á, thì không nhận tiền, Vũ tốt nhất là không nên nhận tiền, và hãy là đưa cái vụ việc này ra ngô ra khoai luôn. Mục đích của mình là cái gì? Mục đích của mình là lấy lại căn nhà, chứ không phải là coi như là những cái số tiền đó. Nếu như mà trước đó bà tại sao bà không trả, đúng không? Những cái số tiền mà đi làm trước đó tại sao bà không tự động bà đưa cho em Vũ, mà đợi khi mà cái vụ việc này nhờ vào cơ quan thì bả mới là có động thái là nói chuyện với chú Ngọc là sẽ là hứa sẽ hoàn trả những cái số tiền đó. Nhưng mà bây giờ mình đặt ra tình huống nè, nếu như mà bây giờ bả trả tiền đó thì bả nói là bả giả dần để bả khắc phục cái hậu quả về cái căn nhà thì sao, đúng không? Còn thêm cái vấn đề này nữa là chú Ngọc nói á, là bây giờ không nói tới bà Vân thì khiến cho mọi người cũng đang rất là trăn trở lý do tại sao bây giờ là chú Ngọc nói là không có đề cập tới cái bà cô này nữa. Thì theo như cái quan điểm của mình á, nếu mà làm đúng theo cái thủ tục và trình tự pháp lý mà để mà tiến hành các bước mà để mà đi đến cái mà mục tiêu á, là lấy lại cái căn nhà, thì bây giờ phải là làm việc với lại những người bên trong căn nhà đó và xác minh cái căn nhà đó là đã có cái sự mua bán hay không, hoặc là cho thuê, hoặc là có cái thông tin đồn có thông tin đồn là bà này bà gán nợ cho người khác, thì đó là những cái giả thuyết mình đặt ra. Tuy nhiên thì cái vấn đề này cần phải xác minh và làm việc với những người bên trong căn nhà đó. Cho nên thì cái đây là cũng là cái lý do mà chú Ngọc nói là không nhắc tới cái bà cô này nữa, tức là chú Ngọc sẽ là làm việc với những người bên trong cái căn nhà đó để coi coi là bên cơ quan người ta sẽ xác minh cái căn nhà đó giấy tờ như thế nào, nếu như mà có mua bán thì giấy tờ như thế nào. Thì cái này thì mình thấy là cũng là rất là hợp lý thôi. Tại vì bây giờ bà cô này gọi điện qua điện thoại thôi, cũng chưa có một cái thông tin gì từ chú Ngọc là đã giáp mặt với bà cô này rồi. Là chú Ngọc cũng nghe qua điện thoại thôi, từ trước tới giờ một tháng qua thì cũng là trao đổi nói chuyện qua điện thoại thôi. Thì mình nghĩ là cái này là mình nên là thứ nhất là Vũ tuyệt đối là không nhận tiền, không nhận tiền của cái bà cô này. Nếu như mà bà có thiện chí á, là bà sẽ là quay trở về rồi, quay trở về và giáp mặt với em Vũ để mà giải quyết cái vụ căn nhà rồi, chứ không có lý gì mà gọi điện thoại đâu. Ví dụ như bây giờ lỡ bà chuyển tiền, bà nói là bà chuyển tiền mà để mà bà trả, bà bồi thường về cái vấn đề khắc phục cái hậu quả về căn nhà đó thì sao, đúng không? Em nghĩ là cái nhận định anh đúng không? Bây giờ chỉ cần làm việc trực tiếp với những người bên trong căn nhà đó thôi thì sẽ lòi ra những cái vấn đề, và cái thẩm quyền
mà để mà xử lý vụ việc này thì chỉ có cơ quan chức năng địa phương người ta nắm thôi, người ta nắm rất là rõ, tại vì những người mà cư trú trong ngang nhà đó là như thế nào thì cái khu phố địa phương đó người ta nắm hết em. Nếu mà nói nè, nếu như mà giấy tờ hợp lệ đi, nếu như mà căn nhà này mua, nhà đặt trường hợp mua đi, thì theo như quan điểm anh là không thể nào mà mua được. Cái chuyện mua bán là chỉ có cái quyền quyết định của em Vũ thôi, cái điều đó là anh khẳng định, tại vì em Vũ là người đứng tên trên cái di chúc đó, đúng không? Em Vũ là người đứng tên di chúc đó rồi, thì cái việc mua bán hay là làm bất kỳ cái gì đó trên cái căn nhà đó đều phải thông em Vũ. Trong khi chú Ngọc á, chia sẻ là em Vũ chưa có ký tên trong bất kỳ cái loại giấy tờ gì trong cái thời gian mà em Vũ bị bà cô này là coi như là thâu tóm, là coi như là đưa đi làm chỗ này chỗ kia đó, cũng như là giữ những cái giấy tờ của em Vũ đó, thì coi như là cơ quan theo chú Ngọc chia sẻ nha, là coi như là căn nhà đó hiện tại là ông bà nội vẫn đứng tên mà, đúng không? Thì chú theo những gì chú Ngọc chia sẻ, còn hiện tại bây giờ cái căn nhà đó thì những người bên trong căn nhà đó anh thấy là vẫn ở đó bình thường em, vẫn ở đó bình thường. Chắc có lẽ là một thời gian tiếp theo thì bên chú Ngọc sẽ là làm việc với bên cơ quan cũng như là bên mình sẽ làm những cái giấy tờ cần thiết đó, thì thời gian tới thì nó sẽ có cái kết quả thôi. Còn bây giờ thì căn nhà đó họ vẫn sinh sống bên trong căn nhà đó bình thường. Có nhiều cô chú bác người ta nói là em Vũ là nên đem cái hồ sơ đến cái văn phòng dịch vụ á, kế phòng tài nguyên môi trường để xin copy cái giấy tờ nhà, rồi sau đó khi mà có được cái giấy quyền sử dụng đất của căn nhà này thì làm đơn kiện tranh chấp gửi ủy ban nhân dân, tòa án cũng như là phòng công an chờ thụ lý đơn, rồi chờ đơn thụ lý của tòa án rồi để ra tòa. Thì theo anh đây là một cái hướng mà để giúp em Vũ lấy căn nhà nhanh nhất, thì anh thấy nó có hợp lý không? Đúng rồi, nói chung là muốn lấy lại căn nhà đó là phải làm đúng theo cái quy trình, cái thủ tục pháp lý. Trước tiên là nói chung ra thì những cái gì mà tiện chia sẻ mình nói lên đây thôi. Cái điều quan trọng nhất á là chú Ngọc phải là coi như là tới những cái mà cơ quan giống như em nói đó, để làm việc thì cái vụ việc này nó sẽ sớm sáng tỏ. Còn nếu như mà mình không có mạnh tay thì công việc này nó cứ ngâm ngâm hoài. Mình làm đúng theo cái quy trình pháp lý pháp luật là sẽ sớm lấy lại căn nhà thôi. Thì bây giờ cái vấn đề bây giờ hôm nay thì chủ nhật, tức là ngày mai thì chú Ngọc vẫn tiếp tục lên cơ quan để sẽ làm việc nữa như thế nào đó, thì sẽ tiến hành để đẩy mạnh hơn. Tại bây giờ nó cũng gấp rút lắm em ơi, không thể nào mà chờ đợi được đâu. Thì bây giờ cộng đồng biết bao nhiêu người ta cũng chờ đợi cái vụ việc này nó sáng tỏ để mà lấy lại công bằng em Vũ. Chứ bây giờ là hiện tại bây giờ thì em Vũ cũng chưa có đi làm, theo thông tin em Vũ cũng chưa đi làm, mà tại vì cái bữa mà tới giáp mặt với chủ nhà đó thì nói chung ra thì cũng làm căng, mục đích là để mà xác minh rõ những người bên trong căn nhà đó là như thế nào. Một phần là Vũ cũng đang cùng với ba là lo giấy tờ pháp lý, thứ hai là bà bên kia là được trước đi làm, cái đó là bà cũng hăm dọa gì đó, và cái điều mà bà bây giờ đang mong muốn là kéo dài cái câu chuyện này càng lâu càng tốt, trong khi đó là cộng đồng mạng cũng như em Vũ và chú Ngọc và tất cả anh em tụi mình thì mong là câu chuyện này sớm khép lại đó, chứ bây giờ không thể kéo dài 3 4 tháng nay rồi. Đúng rồi, anh nói với em là nếu mà bà đúng là tại sao bà không giáp mặt, đúng không? Mà cái căn nhà này á, bây giờ những người hiện tại bên trong căn nhà này đó thì bây giờ ở bên trong căn nhà đó, nhưng mà thời gian tới sẽ có những cái buổi làm việc nữa, thì từ từ bà cô này cũng xuất hiện thôi, đúng không? Nếu mà có những cái vấn đề mua bán thì giấy tờ ra sao? Em nghĩ đi, một cái người mà người ta được hưởng cái quyền thừa kế thì không có cái lý gì mà một cái người ngoài mà lại đi đi bán căn nhà đó. Rồi cái việc mua bán nó như thế nào thì sẽ làm rõ trong cái thời gian tiếp theo. Còn bây giờ thì mình cứ yên tâm chờ đợi và mình cứ tin tưởng vào tuyệt đối vào pháp luật, chắc chắn là cơ quan người ta sẽ là nhận những cái đơn đó và người ta sẽ tiến hành xác minh thôi. Có nhiều cô chú bác người ta bức xúc là nói là cái hôm trước mà hôm mà tới gặp chủ nhà, thực sự là tại Vũ với lại thằng Hoàng nó hiền quá, chứ còn nếu người khác là tống cổ thằng đó ra ngoài đường luôn đấy, nó đâu có giấy tờ đâu, nó đòi ở trong cái nhà đó, thì theo anh thấy như vậy có hợp lý không?
Nói chung là mình là người ngoài thôi, thì mình cũng không có cái quyền gì mà để mà làm như cái điều đó. Nhưng mà nếu như mà cái cảm xúc người trong cuộc á, thì cái chuyện đó không thể nào tránh khỏi được. Tuy nhiên để làm được những cái việc đó thì mình cũng phải nhờ bên cơ quan chức năng, chứ mình cũng không thể nào mà tự ý mình làm được. Nếu mà mình làm những cái động thái vũ lực á, thì sẽ là vi phạm pháp luật. Đó, nhiều cô chú bác người ta bức xúc, người ta cũng nói như vậy, nên thấy cái chuyện mà nó ngang ngược, mà nó thật sự là khó tin, kiểu mà không phải nhà của mình mà vào ở đâu có nhà cái vũ lại ôm những cái gì ảnh đi ngoài đường, thấy khá là xót xa và tội nghiệp. Nói chung là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân hết em à, nó sẽ là có những cái nguyên nhân, nhưng mà những cái nguyên nhân đó nó có đúng hay không thì mình còn phải chờ cơ quan nữa à, thì nói chung ra thì mình sẽ chờ đợi để coi xem cái vấn đề này như thế nào, tại vì em nghĩ rồi nó có nhiều cái vấn đề lắm à, em thấy trong cuộc sống xã hội này có nhiều cái vụ nó rất là bất cập. Cho nên là để mà rõ được cái vấn đề đó thì mình phải đợi cơ quan chức năng người ta điều tra coi coi như thế nào, những người bên trong căn nhà đó là họ mua căn nhà đó hay là như thế nào đó, thì để mình coi tiếp thử rồi coi các bước coi như thế nào. Chứ thật sự mà nói là bây giờ thì anh thấy là hiện tại bây giờ thì bên trong căn nhà vẫn có người ở chứ Dạ cũng không có niêm phong gì. đúng rồi, hiện tại là vẫn có người ở đó, cái anh thanh niên nó vẫn đang ở trong căn nhà đó anh. Bây giờ thì mọi việc chúng ta cũng chờ bên cơ quan chức năng, bên phía luật sư và công an thôi đó. Thì cái video của các anh em đến đây cũng sẽ được tạm dừng. Cô chú bác anh chị nhớ bấm đăng ký để theo dõi cập nhật các thông tin mới trên tất cả các kênh YouTube của các anh em. Xin cảm ơn anh Minh rất là nhiều nha, xin hẹn gặp lại anh. Xin chào em nha. Dạ chào anh.